Các bạn thân mến, hiện tại Dung đang có mặt ở chợ Thiên Bản Nhà mọi người. Hôm nay là sáng 30 Tết rồi. Thì hôm nay Dung và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi xem không khí Tết ở chợ Bản Nhà sẽ như thế nào nhá. Trên này Dung thấy là bán nhiều gà thịt lắm. Chủ yếu là thịt nhiều. Dưới này cũng có gà nhiều. Giờ chúng ta sẽ đi tận xuống dưới kia nhé. Do là buổi sáng Dinh không có nhu cầu mua gà vịt nên là Dinh cũng không có tiện hỏi giá cho mọi người. Mình chỉ đi xem không khí Tết thôi. Chứ không thôi là mình hỏi giá mình không mua thì cũng ngại đó mọi người ạ. Vì buổi sáng mà. Nếu mà nếu có đi xem ai có đang giao dịch hay gì đó thì mình có thể xem được. Khai giấy bán gà vịt luôn nha mọi người. Bây giờ cũng tầm khoảng 7 giờ hơn. Mọi người thấy là rất là đông đúc luôn rồi. Nhiều gà, nhiều vịt lắm. Với lại ở dưới này có bán thịt lợn. Có bán nhiều mía lắm mọi người. Đây mía này, mía cây luôn. Để cho bạn nào có nhu cầu mua về để đặt bàn làm cây nêu ngày Tết. Kèo Tết giảm giá chỉ còn 50.000 một cân. Xin dân thượng kính mời bà con mua. Các bạn đã đi chợ Tết ngày 30 chưa? Cảm xúc của các bạn khi đi chợ Tết ngày 30 thì sẽ như thế nào? Có thể cho Dinh và các bạn khác cùng biết với nhá. Chúng ta sẽ đi xuống dưới này. Ở đây thì có bày bán nào thì bát đĩa mọi người, đồ bếp thôi. Và đây có thịt lợn. Chúng ta sẽ đi xuống dưới. Đây là vào đang vào khu chợ. Mình sẽ đi một vòng để xem là không khí Tết nha mọi người. Ở đây có bán những cái gì? Ví dụ mọi người thấy là bán khoai tây này, bán rau này rất là nhiều. Dọc hàng này đi luôn. Quần áo Tết thì cũng vẫn đang bán nha mọi người. Nói chung là rất là sôi động luôn. Đây mọi người có thể nhìn cái không khí kìa. Đồ bán rất là tâm nhập luôn. Chợ Bản Nhà Dinh thấy là có bán nhiều rau nhất mọi người ạ. Người dân họ trồng được thì họ mang ra bán. Ở đây giá cả thì khá là hợp lý luôn. Nhiều khi là còn rẻ luôn đấy mọi người. Nhưng mà Dinh nghĩ là chợ Tết thì sẽ cao hơn một chút so với ngày thường. Có bưởi, có quất, hành, rau cũng là nhiều nha. Mọi người thấy là không khí buổi sáng sớm nhưng mà mọi người cũng đang tranh thủ đi sáng sớm để mua sớm, về sớm để chúng ta có thể chuẩn bị Tết. Đây xuống dưới này có cà rốt này, dứa, hoa quả, bánh kẹo. Nhiều lắm mọi người, giấy này bán hoa quả rất là nhiều. Bây giờ thì Dinh cũng đã đi vào gần dưới chợ rồi nha mọi người. Và ở trên này mọi người thấy là khu trên này có những cái chỗ che che đó là cái khu ăn uống nha mọi người. Khu phở hay là bánh cuốn gì đó. Chút nữa chúng ta sẽ đi lên trên xem là cái khu ăn uống như nào. Người dân có còn tấp nập không và còn nhiều hàng quán bán không nha mọi người.
đây bắt đầu xuống dưới này có hàng hoa này mọi người, bán hàng hoa. Và mọi người thấy là ở đây có một cái cổng chợ bán nhà này. Đường lên trên này thì vắng luôn mọi người ạ, chỉ chủ yếu là tập trung dưới ấy, đường nhựa này thôi, đường chính ấy. Còn khu chợ bên kia có vẻ vắng hơn. Đây có bán những cái đồ trang trí Tết này, giấy dán bàn mọi người. Rồi bây giờ Vinh sẽ quay một vòng lượn lên trên này để cho các bạn cảm thấy là cái không khí Tết ở tận phần phía trên kia dinh đá vừa di chuyển xuống đây nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi di chuyển xuống dưới này một tí nữa. Đây, đi xuống dưới kia thì cuối con đường luôn để xem có gì. Cũng có rau của người dân bán đấy mọi người ạ. Cà rốt này, ngô này, táo này, biển này. Xuống dưới này nhưng thấy là chỉ chủ yếu có bán như vậy thôi. Có một số người dân mang những cái quả ra bán ấy. Nhà trồng được thì mang ra bán mọi người. Bán Tết tranh thủ tấp nập luôn. Rồi xuống dưới này thì là cuối chợ rồi, Kim sẽ đi di chuyển lên trên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên trên này, xong rồi chúng ta sẽ đi lên trên cái khu chợ trên này nha mọi người, và đi qua cái khu ăn uống để xem là như thế nào, xong rồi chúng ta có thể là làm một bát phở sáng ngày 30 Tết cho mọi người. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi lên. Đây dịch thấy là bà có bán khẩu xà này. Khẩu xà là đặc trưng của Lạng Sơn luôn đó mọi người. Đây chúng ta sẽ lên trên này nhìn toàn cảnh trước nha mọi người. Đấy, như trên kia đang diễn ra như vậy. Hàng quán ở đây thì không có bán nhiều rồi mọi người ạ, chỉ ở trên chủ yếu là có hàng thịt thôi. Hàng thịt thôi, đến này thì ít hàng lắm. Đi nào. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khu vực hàng ăn uống. Ở đây có bánh cuốn này, bánh cuốn, và bên này có phở hay sao ấy mọi người. Đó, mọi người cũng ăn phở rất là nhiều luôn. Bên này có một hàng bán bún, bán bún. Còn bình thường mọi người sẽ thấy ở đây có những cái lò bán bánh rán đó mọi người, nhưng mà hôm nay chắc là nghỉ rồi, đây nghỉ ăn Tết rồi. Đây bên này bán phở khá là đông luôn, mọi người thấy là người dân ăn phở trong này rất là đông luôn. Đi vào trong kia, chúng ta sẽ lượn một vòng, xong rồi chúng ta sẽ tìm một chỗ nào đó để ngồi làm một bát phở sáng nhé. Đây đông lắm mọi người, ăn uống rất là đông luôn, gần như không có chỗ luôn đó mọi người. Rồi đến bên này thì cuối chợ rồi, chúng ta sẽ ghé vào bán là một bát nha mọi người. Chúng ta sẽ đi sang bên này nhé. Ở đây Dinh thấy là có một cái quán phở cũng mọi người được. Trời ơi, làm em bát phở tái với. Bát phở to đùng đùng luôn, không phải là lạ. Cũng mang xe lên đây để cũng khi còn rộng ấy. Rộng kia thì khó lắm, lên kia. Khó đâu, thế này chính là cháu còn đi lên kia. Quay đi con này ra đây này. Qua cạnh đây này. Đây này, vòng qua ra đây, ra đằng sau rồi. Có đường ra. Xe máy thoải mái. Hãy
muốn chị con mua. Các bạn thân mến, như vậy là Dinh vừa mới làm xong một bát phở, xong mọi người uống một ly nước nữa. Bát phở thì cũng rẻ thôi, 20.000 một bát, chúng tôi sẽ lên trên này. Những cái hàng thịt lợn. Lên trên này thì không có nhiều. Nói chung là không có nhiều thứ mấy mà cả trên này là vắng thôi. Chúng ta sẽ đi xuống dưới nhé. เอาหน่อไปจําได้พี่โอ้ยังไม่ทําหมูนี่ก็ต้องมาถามเลยอ๋อยังไม่ทําหมูนี่ไงเดี๋ยวยังไม่ดุ๊กยังไม่ดุ๊กหลังนะมีอิงมีเอามังกรกันหน่อย Mấy cửa hàng bán bún luôn mọi người. Chúng ta sẽ đi xuống dưới này. Bây giờ có vẻ là đông hơn thấy rồi mọi người ạ. Nhiều người đến hơn. Mọi người có thể thấy là tụi tít dân trên kia rất là đông luôn. Chúng ta sẽ đi lên trên một chút xong rồi chúng ta sẽ kết thúc video nha mọi người. Video của Dinh thì nó cũng hơi dài rồi đó mọi người. Đây là không khí này. Trên kia này, đông lắm mọi người. Đây Dinh sẽ cố gắng ở đây một chút nha. Rồi Dinh cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Dinh trong cái phiên chợ 30 Tết ở chợ Bản Nhà nha mọi người. Có lẽ đây là video cuối cùng trên kênh Bản Làng Miền Núi trong năm 2022 luôn mọi người, theo âm lịch á. Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Dinh trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một năm mới thật là mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, đón Tết thật là vui vẻ và sung túc bên gia đình nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại mọi người trong video mới của năm 2023 theo lịch âm nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Yeah.